Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsagui đây. Và chào mừng đã quay trở lại với cái series mà Bilsagui chơi đối chân lý mù sẽ chết năm nào. Thì cái trận này nha, nên mới lúc đầu game mình được một cái lõi hộp Pandora nha. Cái lõi này nó giúp cho mình làm đồ dị nè, thử thách nè, hoặc là những cái đồ dị mà ba đồ giống nhau anh em, như là ba kiếm tử thần nè, ba cuồng đao nè, hoặc là ba dao điện nè, rất là dễ. Tại vì mình chỉ cần đánh quái hoặc là đi chợ làm như con tướng mắc tiền nhất là về bán thôi, còn đồ tự vẽ cho mình. Còn cái ông này nhìn cái hũ hơi bị bự nha, ông chơi là chủ thua 5 ngõ binh anh em à, tại vì ông có một cái lõi ngõ binh với 4 con ngõ binh khác kìa, hũ nó hơi bị bự á. May mà cái trận này mình không có làm tội đồ á, cho ông nổ hũ chắc là cút sớm á. Cái ông nào trận sau gặp ổng nhớ cho ổng đi luôn nha, chứ để ông nổ được cái hũ mà chủ thua 5 ngõ binh chắc là cái lobby này nó đi hết luôn quá. Tại vì ông có được con dinh ở level 7 luôn kìa. Ông nào gặp ổng rồi tiếp theo thì cố gắng nâng cấp đội hình mình mạnh tí nha. Mình cũng khá là ảo nên mà level 7 tự ra Jerry VIP luôn. Vãi chưởng à. Cái trận này là lúc đầu game mình tính làm con Warwick 3 sao 3 cuồng đao, nhưng mà mình thấy là mình đếp được máu khá là ok. Với lại cái trận này mình chết sơ qua rồi cũng không ai chơi CV kể nên mà mình đang cố gắng mình ưu tiên mình làm CV thử nè. Với lại là con The Raven nữa. Đây là hai con tướng 4 vàng carry nó cũng đang rất là hot nha. Còn con Zihin á này mà là trước đó mùa 6 là mình đã có làm Zihin 3 cuồng đao rồi nha. Cái con Zihin đó thì nó sẽ khá là khác so với những con tướng. Thì nó sẽ chuyển tốc đánh của nó thành đam. Tốc đánh càng nhiều là đam càng nhiều nha. Hồi trước là mình có làm thử con Zihin này 3 sao kết hợp đi chung với 8 thách đấu và 2 cuồng đao rồi đó. Nó bắn phải gọi là một phát là một mạng, một phát là một mạng mà bắn còn xuyên qua nữa. Lâu lâu hơn chúng 2-3 thằng là 2-3 mạng luôn anh em à. Nó chuyển tốc đánh sang đam hết nha. Hình như là mình nhớ không nhầm là lên được tầm 700 mấy nè, hoặc là gần ngàn đam luôn đó. Tại vì đi chung với 8 thách đấu cộng dồn tốc đánh là thứ nhất, với lại là mình còn kết hợp đi chung với nó là 2 cuồng đao nữa. Ok, mình roll thử Ali và 8 có con gì không nha. Nếu như mình đánh nó ra The Raven nhiều quá thì mình sẽ làm The Raven. Còn nếu như mình nó ra CV nhiều quá thì mình sẽ làm CV nha. Còn con Ire này nè thì chắc là mình sẽ không làm 3 cuồng đao đâu mà. Nếu mà Ire thì mình nghĩ là hợp lý nhất là làm 3 kiếm tử thần là nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều. Ok, thì nếu như mà mọi người muốn xem thêm gì á, hãy cứ lên kênh của mình nha, hoặc là lên YouTube á, sợ tên là Bilsagui cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra nha. Còn nếu như mà nó chưa ra là mình chưa làm thôi, anh em hãy cứ bình luận những cái tưởng mà mình chưa làm ở phía dưới để mình có thể đọc được hết từng cái và làm từng cái một để giúp cho anh em xem một cách gọi là chân chu hơn nha. Ôi ôi, có VIP là nó phải khác liền. Warwick đã cào rồi nhưng cũng chiến phết nhờ đây mà. Lúc đầu game là mình cũng tính làm Warwick đó, nhưng mà mình chết sơ qua là có toàn là hai người chơi lần nên mình roll nó cũng khá là khó. Thật sự có người giành là không muốn chơi rồi. Nên thôi, trận này không có người giành mình làm sâu nha, với lại là làm tướng 4 vàng á. Nó quẩy chắc chắn nó phải phê hơn rồi đúng không? Cái con CV này á là được 3 sao nha, mình nói thiệt với anh em luôn á, nó quăng là chắc là không thấy cái boomerang luôn. Tại vì là 3 sao là thứ nhất nè, xong rồi còn kết hợp đi chung với 3 cuồng đao nữa, tốc đánh mà được cộng thêm từ cuồng đao, từ nội tại và cũng như là tới nữa mình kẹp thêm cho nó. Nếu như mà có đồ mình vẽ thêm dây ke nữa rồi thôi chứ chiến ha. Tại vì CV tộc hệ của nó đã có đam sẵn rồi anh em à. Cái tộc công nghệ là tăng sức mạnh phép thuật nè, còn cái tộc tiến công là tăng sức mạnh công kích nè, tăng đủ hết rồi đó. Xong một còn được tăng dép nữa chứ. Bây giờ là chỉ cần tốc đánh thôi, nên cái biểu đồ CV nó cũng khá là dễ, chỉ cần là cuồng đao, dao điện gì khổng lồ hoặc là vô cực thôi anh em à. The Raven 4 con nè, CV có 2 con thôi, khá là cù bắp nhờ. Nhưng mà mình vẫn đang ưu tiên làm CV hơn ở đây mà. Mình vẫn đang ưu tiên làm CV này hơn tí. Đây, bỏ CV vào. Lên CV 2, lấy đồ ra nha. Đây là một cái mẹo mà chắc anh em nào chơi nhiều chắc cũng biết rồi ha. Đây, CV 4 tiến công, 2 sao, 3 cuồng đao. Mình đang kẹp đi chung với một chút thanh lịch nữa, tại vì có Jerry VIP, The Raven hai các kiểu luôn, bỏ Leona vào tăng nữa ha. Mọi người nào mà xem có hay á, hãy đừng quên để lại một like lên cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày. Trời ơi, nó bắn kìa. Con CV này á, mạnh nhất á, là khi mà team bạn càng đông người thì càng mạnh, chứ team bạn mà còn tầm một đứa này mà là nó quăng cái boomerang nó móc luôn chứ nó không có nảy. Đó, team bạn còn hai người là nảy qua nảy lại thôi chứ chắc tự chết luôn. Thôi từ từ nha, cái này cũng ngon ở đây mà. Lấy cái phước lành vũ trụ đi, tại vì bé cuồng đao rồi nè thì không có một chút hồi phục nào cả. Với lại là CV mình cũng không có đi chung được với thần tượng ở đây mà,
mình chỉ kẹp được tầm 1 hoặc là 2 thôi, chứ muốn mà kẹp 3 thì nó cũng hơi khó. Cái nung chảy kia thì nó cũng khá là mạnh cho CV nha, tại vì CV đánh thường mà, cũng như là cái nội tại của nó, cũng như là cái skill luôn đây mà, là kích thọt rồi đánh thường nữa, nên là cái nung chảy nó cũng mạnh đó. Nhưng mà hiện tại là mình đang cần hồi phục hơn một tí. Còn thăng cấp nhanh kia kìa là khi nào mà anh em tích tiền mà nó còn nhiều, hoặc là máu mình còn nhiều quá thì mình tích tiền lãm mình lên từ 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 cũng được. Nhưng mà cái trận này là mình lỡ roll hết ở cái round trước rồi, nên thôi chơi chốt bại thì phải tám luôn đi. Đấy, mình vẫn ưu tiên làm CV hơn nha mà, tại vì The Raven thì mình nghĩ là nó quăng không có sướng bằng CV đâu. Chừng nào làm CV xong á thì nếu mà ra trận sau tiếp á là mình sẽ làm The Raven ha. Rồi nó quăng nè, nó quăng nè, nó quăng nè, nó quăng nè, nó nảy kìa, nó nảy kìa, nhức nách chưa. Với lại là cái phước lành này nè, cái bật bạch kim á, anh em quăng đúng không, nó hồi máu full cây, nó sẽ tạo cho anh em một cái lớp giáp nữa, rất là trâu luôn, không có sợ bị sốc đam gì hết á. Con The Raven này là theo kiểu mà quăng sốc đam nữa mà, còn CV này cầm ba cuồng đao này là theo kiểu mà mưa dần là thấm lâu quá. Rồi luôn cái ông ngõ bên kia hình như là cái hũ cốt rồi. Hũ cốt rồi đây mà, hình như nổ không được đi lương rồi, thôi buồn cho bạn, thôi buồn cho bạn ngõ bên này, rất là đam mê nha, mình cũng rất là công nhận luôn, bạn cũng rất là đam mê, nhưng mà duyên cái số mà đây mời, bất chấp chơi quá đầu tốt. Đặt cái tên là tôi nghi rồi. Đặt cái tên là nghi lắm rồi đây mà. Cái tên này là chỉ có rune được thêm top 8 vào rune của bạn thôi chứ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu slow roll kiếm CV 3 sao nha. Cái trận này mình chết sơ qua rồi, người ta chơi đột biến phải gọi là cực kỳ nhiều luôn á. Rồi CV 4 con nè, ngập nước. Từ đầu game giờ đánh quái không rớt ra một cái Nerko này nữa mà. 5 CV nha. Mình nhìn nhầm một tí, sorry năm nhiều. Đội hình của mình hiện tại đang có là 4 tiến công, 4 công nghệ. Bỏ con Vi vào mặc dù nó kích được cái bút đấu sĩ và lại là đối thủ thôi, không có gì nhiều, nhưng mà tướng 4 vàng mà nó phải mạnh. Ủa ôi, ông top 1 mới nhìn cái đội hình hơi rén anh em ơi. Ông top 1 mình nhìn cái đội hình của ổng, mình có hơi rén đó. Đột biến trận này chơi đông vải trưởng á, ít nhất là 4 người chơi. Ông kia thì Mage 2 carry, ông này thì khá giúp carry cho gách tăng cơ khá là chiến luôn. Mà làm sao đây mà, càng trâu mình càng thích. Tại vì team bạn là chỉ cần có một đứa trâu thôi, để gọi là làm vật trung gian á, nó chuyển boomerang đi nè mà. Cái thằng đứng trâu á, nó ở chính giữa đúng không, không bằng quăng đó, nhưng mà nó cứ xoay vòng những cái thằng khác á, bắn hồi thằng tăng nó không chết, mấy thằng khác thử chết, hài lắm. CV này là mình nhớ lại CV ở hồi mùa 2 hoặc là mùa 3 đó, cái hệ mà kiếm khách mình là cát á đây mà. Xong rồi cái mùa đó nó còn thêm cái combo trang bị là giải giới với lại là câm lặng, mình thề với em luôn, siêu khó chịu luôn. Cái bài đó mình nhớ không nhầm là spam lên được rank cao thủ thách đấu luôn á đây mà, rất là mạnh luôn á. Tại vì ở mùa đó nó CV nó cũng có nội tại như này nè. Và cái hiệu ứng mà này của nó này là hồi mùa đó nó tính là đánh đến thường luôn. Và hồi mùa 2, mùa 3 gì đó là nó có một cái combo giải giới với lại là câm lặng. Rồi pháp sư khóc luôn mà. Rồi giải giới nó bị đứng yên nữa, giống như là cái hệ cảnh binh hoặc là những cái máy móc cái kiểu ở đây mà. Nhưng mà bắn á, là cái tỷ lệ mình nhớ không nhầm là tầm 20% đó, rất là cao luôn á. Ui ông này mạnh vậy. Dạng tăng của mình nó chưa có đủ châu. Mình thì đang ghép đồ chơi CV 3 món, rồi Ire là 2 món rưỡi á, cái đồ tăng của mình nó cũng chưa có. Một cái trận này nên cho đột biến mạnh vải chủ luôn ha. Hoài wow, được thế nhờ. Trận này thì có hai lỗi bạc lúc đầu game và một lỗi bạch kim nha. Đây Ire đồ siêu chuẩn luôn rồi đó, mình roll nốt CV thôi. Elista này bỏ vào xài cũng được, nhưng mà mình sợ là không đủ slot á. V2 nè, CV của tôi đâu rồi, quả cũng ra trời. Không có Nerko thì làm tướng 4 vàng 3 sao rồi nó cũng hơi khoai. Ok, Alista 2 cái CV luôn nè anh em ơi. Muốn bỏ vào thì phải bỏ nào ra ta. Bỏ được con Siwan với là con Senna.
bỏ mấy con tiến công thì không được, bỏ Javan không được nè, Restyle không được nè. Rồi CV nó bắn nó nảy kìa, nó phải chiến ngoài. Nice thứ bây giờ mình chưa gặp ông top 1 hay sao á anh em à. Cái ông top 1 này nhìn mình nhìn là mình thua luôn rồi đó, mình nhìn thôi là mình cũng biết mình sao mà thắng nổi ông đó ta. Ổng có ba cái lõi mà ba cái lõi đó đều là biến hệ luôn, mà đồ hình của ổng là đồ siêu đẹp luôn. Ổng không có cái hộp Pandora nhưng mà ổng vẫn vẽ được đồ ở đây mà. Vậy nó mới ghê chứ. Đi chợ không có CV nè, nhưng mà có Irelia. Cái này là mình không có cần lấy trời ơi, mất Irelia luôn rồi. Tại vì đi chợ mình không có cần lấy đồ ở đây mà, mình chỉ cần một á là lấy tướng cho lên được 2 sao, còn hai á là lấy những cái con tướng mắc tiền nhất vào bán thôi. Cái đồ này mình không có cần cho lắm. Bạch 5 đột biến, 3 thần tượng, 4 đấu sĩ. Mà đột biến trận này là giảm mana nha. Và cô thần tượng nó phải gọi là siêu đẹp cho những cái thằng nào mà dùng Mayha carry luôn. Phải gọi là siêu đẹp luôn á. Tại vì ở hàng thứ 4 mà không phải là ở trong góc để mình có thể kịp thêm blitz vào để mình câu tờ. Mà nó ở hàng thứ 4 mà ở ô thứ 2 nữa chứ. Siêu đẹp luôn á mọi người à. Ok, bỏ Gna vào nha. Vừa có công nghệ, vừa có tiến công, và có thêm búp cái thần tượng đó. Đỡ bất công, bỏ Vi ra đây mà. Lúc đầu là tính bỏ Vi ra đó, nhưng mà Ronald cuối cùng cũng có Gna rồi. Có Gna thì bỏ bớt Ressa ra cũng ok. Trời ơi, ông này độc hành bạch kim, cho gát nó tăng dép từ phần cái máu à. Mà làm sao, càng trâu mình càng thích. Càng trâu mình càng thích. Đó, nói số đi. Mình đã nhắc nhở em rất là nhiều lần rồi à. Nếu như một cái trận nào mà có đột biến giảm mana nè, hoặc là đột biến mạnh thú á, thì em cứ spam đi. Tại vì hai cái tộc hệ đột biến này nó rất là lỗi, rất là mạnh luôn á. Hầu như là mình chơi cái trận nào mà có đột biến mạnh thú hoặc là đột biến giảm mana á, thì cái tỷ lệ lọt top nó cực kỳ cao luôn. Tại vì chơi nó dễ mà nó còn mạnh nữa thì có chứ. Nhất là đột biến mạnh thú ở đây mà, còn đột biến giảm mana hồi trước nó còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà nhiều lần bị nép á, nó nói chung là giờ cũng hơi rén. Gna nào, Ron CV này không được ba chắc là cúp sớm á. Anh em nhìn công top 1 kìa, từ đầu game đến tận bây giờ ổng thua đúng một trận á. Ông kia thì Chademy 3 sao, ông kia The Raven đồ chuẩn. Mình thì được cái độ hình nó cũng full được 2 sao tướng 4 vàng rồi. Đồ thì mình vẽ luôn anh em à. Đồ mình muốn có đồ gì thì có đồ đó mà. Đừng có dưới CV. Trời ơi, đờ. Khi dứt nó một gạt chết luôn CV. Hơn là còn Ire. Con được không đây? Con được. Ui. Cái nhờ. Trận này anh em lobby này nó bị điên ở đây mà nó mạnh quá thể luôn á. Một cung xanh à, chắc là đỡ nó vẽ đồ thôi. Đây là một cái mẹo mà cho nên là chơi cái hộp Pandora này nha. Nếu như mà cái trận anh em đó mà đồ xấu quá á, thì anh em có thể lụm được và cho nó đổi đồ ngay ra sau luôn. Còn nếu như mà đồ đẹp và mọi người mà muốn giữ á, thì đánh cái này xong đúng không? Xong rồi đợi qua ra sau rồi lụm đồ. Chứ mà lụm anh em lắp không có kịp đồ là nó mất đồ luôn á nha. Mình bị rồi á. Nước Neko đe. Một cái Neko thôi là đủ quá đủ. Không có luôn à. Nó rôn chay khoai thật á. Con chay đúng khoai luôn á mọi người. Bỏ ra nhiều vậy cha. Mình phải roll hết tiền thôi chứ mà để nhây là mình thua. Ui không ra luôn. Không có người chưa. À cái ông kia dành CV kìa. Chắc là mình phải đợi ổng đi thôi. Ui 6 tiếng công mà kiểu Thunder Raven nữa. Cái tộc này, cái hệ này nó hơi bị lạ nha. À, cái này ông này mạnh lắm luôn á. Trời ơi, nó gạt mất Ire, lộn mất CV luôn. Nhưng mà còn Ire lo được. Ui, hên quá. Ông chưa là được Maya 3. Cái ông kia chơi CV của mình chưa đi nè mà ổng còn 7 máu.
mong là Rao xong mình gặp ổng cho ổng đi luôn đi, tự mình kết liễu đối phương và tự run lên tướng nó mới gọi là hấp dẫn đúng không? Bò ra đúng nhiều luôn á. Nói chung là tướng 4 vàng á thì nó có 12 con nha nè mọi. Ổng lên có con CV 2 sao à thì vẫn còn 3 con nữa để mình roll. À 2 con chứ, 2 con. Mình đang có 7 con, ổng có 3 con là 10 con, còn đúng 2 con ở trong cửa hàng đó mình phải roll ra. Gặp băng ảo nè. Đây, úi ôi, gặp cái đúng cái ông này, xong cho gặp bán thiệt luôn đi trời. Tôi quất ổng, ổng luôn á. Nãy nè, nãy nè. Nãy nè. Ok, mình win được mà. Có lần đột biến ơi. Rồi, đột biến nó không thắng nổi luôn mà. Rồi. Vậy là còn một ông đột biến thôi nè mà. Trận này lúc đầu đúng như đột biến luôn á, nhưng mà combat hồi qua lại các kiểu giờ còn đúng không? 7 đột biến à. 7 đột biến may 2 3 sao mà đồ nó còn có quỷ thư nữa. Hết size 3, hay dít 2 sao đồ chuẩn. Để CV ở chỗ này, mặc dù là mình để con Siju với lại là con Gna ở hai bên cạnh ở đó, nhưng mà nó gặt hăng này đúng nhanh luôn, nó gặt hăng này xong nó qua gặn CV cái đúng. Đúng gọi là trong vòng tầm 5 giây là mất 3 con rồi đó. Nó gặt đúng ghê luôn đó mọi người. Cái CV của tôi nè, cho ông đi luôn. Nảy đi. Nảy đi. Giỡn nè. Ok. Ok ok ok. Có CV, có CV, có CV. Có CV không? Không có CV đây mọi người. Không có CV rồi mọi người ơi. Lấy tướng 5 vàng về bán à, lấy tiền roll thôi với giờ tầm này. Ông đừng có chết bài tôi nữa được không? Bài ông mạnh lắm rồi đó, tôi biết mà. Bài ông mạnh lắm rồi, đừng có chết bài luôn đó, khổ quá. Một cái đột biến, một cái đấu sĩ với là một cái thần tượng á. Ông này lấy ba cái lõi là ba cái ấn biến hệ luôn. Đó, cover CV hết nóc luôn rồi đó. Bắn được không thì do nó nha. Rồi nó vẫn gạt được mà. Nó vẫn gạt được anh em ơi. Nó gây ác gì ta. Ui. Ba máu. Roll vội thôi. Nó được CV 3 thì ăn. Một con nữa. Ô. Ok. Ok em ơi. Nó được CV 3 thì ăn nha. Thế mình để 4 con luôn anh em ạ. 4 con nó bo góc CV này luôn á. Nhưng mà khai dít này nó kèo kèo khôn hay sao á. Chịu. Hát thằng này mạnh quá, khỏe quá. Ăn nổ không trời. Ui không gặt hơn quá. Được quăng rồi. Mày giỡn. Mày gãy đó đi. Trời ơi xém thua luôn. Lên được CV3 mà xém thua luôn. Hợp lý luôn. Ôi. Anh em thấy không, nó được CV3 ấy nha. Mà nó quăng. Nó còn xém thua mà, còn có tí máu à. Để mai da đốt thêm tí nữa là mình thua chắc luôn á. Hơn nãy là con Khajiit này hình như nó thương tình CV của mình mới lên 3 sao anh em à. Căng. Bạn cổ vũ mình mà anh em à. Lâu lắm rồi nó gặp cái trận mà bạn cổ vũ mình chơi cho mình thắng luôn á. Hồi nãy là đúng là Khajiit nó niệm tình CV mới lên 3 nó thay cho nó quăng trận hay sao á. Nó không có thèm gặt. Còn hồi nãy nha, kẹp 4 đứa bo góc CV này. Nó vẫn lòi cái đầu CV ra nó gặt được. Ồ, cây xa 2 nữa, ôi cháu chịu ạ.
Tổ chịu quá. Nãy giờ Ron không ra nổi Steel One hay là MCU luôn. À đây, có rồi. Bảo vệ kích nhẹ thêm cái công nghệ nữa. Mày thua rồi á. Thì em biết mà anh ơi, em biết là anh rất là mạnh mà, anh thay cho em một vài round nữa được không? Để cho MCU cái nó không quậy cái nữa. Cái đột biến giả mana đúng lỗi luôn á mọi người. Đúng mạnh luôn á, mạnh một cách vô lý. Quang, đúng rồi, nãy. Nãy. Mày giỡn. Mày giỡn hả? Giỡn không mày? Giỡn nè, gãy đi con. Mày 36 máu đúng không? 36 máu chỉ cần 2 round nữa thôi nè mờ là mình thắng rồi. Nghe đơn giản gì hả? Nãy giờ hơn nha nè em ơi, là con khai dít nó không có gặt. Nó gặt chúng một phát thôi nha là mình thua 100% luôn, không đỡ được. Phải cầu vận CV này hết, hết mất luôn. Mà được cái là trận này đồ của ổng sao không vẽ được thấy ta. Mình có hộp Pandora mà không vẽ được chứ, ông này không có hộp Pandora mà không vẽ được 3-4 con Karim mà đồ nó chuẩn vải chưởng luôn, không hiểu luôn. Không hiểu luôn rồi đây. Không biết luôn á. Ôi hên quá, nó chưa gặt anh em ơi. Nó chưa gặt anh em ơi, bắn được nha. Bắn được nha. Ui, cây xe. GG, ok, và tạm biệt tất cả anh em nha, tạm biệt đây, bye bye.